Video này được tài trợ bởi 360 Boutique. 360 Boutique, thương hiệu thời trang nam chất lượng trên gian Shopee Mall. Chi tiết ở phần sau của video. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Lộn Cái Bàn, buổi talk show mỗi chủ nhật, nơi mà chúng tôi, những bộ trưởng bộ không ai hỏi, nói về điện ảnh. Và tất nhiên là cũng không ai hỏi. Đồng hành cùng chúng tôi hôm nay là Tô Quần Quạ. Tôi vui vẻ. Tô Quần Quạ. Tôi vui vẻ. Tô Quần Quạ. Quần Quạ. Cho hôm nay chúng ta sẽ nói về ba bộ phim, đầu tiên là Napoleon này, Bỗng Dưng Trúng Bánh và Đường Hầm Tới Mùa Hè, Lối Thoát của Biệt Ly, nghe như tên bài hát của Bích Phương. Thì vì nó dài. Đầu tiên, mày thấy sao về những phim của tuần này? Buồn đấy. Buồn ngủ. Nhất là cái phim Napoleon, rất buồn ngủ. Thế thì chúng ta sẽ nói về Napoleon trước. Nội dung phim Napoleon thì tất nhiên rồi, về Napoleon chắc chắn là không phải về Cleopatra. Thì nếu mà không phải vì công việc thì mày có chọn xem cái phim này không? Phim này em thấy nó không phải là nên xem lắm hay là phải xem. Để mà so sánh, em sẽ so sánh phim này với cả một phim tiểu sử về một nhân vật lịch sử có thật gần đây, đấy là Oppenheimer. Thì em thấy thích xem một ông chế bom nguyên tử hơn là một ông tướng. Tại vì mày thích Cillian Murphy hơn à? Thích kiểu Peaky Blinders hơn à? Chả phải. Joaquin Phoenix cũng là Joker, DC các thứ hot hòn hòn đấy gì ạ. Anh thì thấy là cái phim Napoleon lần này nó không có hiệu ứng gì với khán giả, ít nhất là với khán giả Việt Nam. Kiểu thì người ta biết về cái ông Napoleon này đấy, nhưng mà có phải người ta không có nhu cầu biết về cuộc sống cá nhân của ông ấy lắm ấy. Chưa kể nhé, là những cái vấn đề xoay quanh bộ phim Napoleon này này, cái chuyện hậu trường, drama các thứ khi nó còn to hơn cả cái bộ phim. Kiểu phim về người Pháp nhưng lại nói tiếng Anh. Rồi là diễn viên thì cũng không phải là người Pháp, mà đạo diễn thì lại là người Anh. Người Anh. Mà cái vấn đề là ở cái thời Napoleon ấy, thì Napoleon đánh nhau với Anh suốt ấy. Không phải với Anh mà là với nước Anh. Kiểu xong bây giờ lại cho một ông người Anh làm phim về Napoleon, thì kiểu gì cũng có ông bảo là mọi phim ông ấy chắc chắn là làm luật sử hoặc là kiểu bôi nhọ Napoleon của tôi. Đồng ý là Ridley Scott là huyền thoại đi, Blade Runner này, Gladiator, Alien toàn siêu phẩm thôi, tài năng chuyên môn không phải bàn nhé. Nhưng mà cái điều này cũng không thể đảm bảo được việc là cái ông sẽ không làm phim sai sự thật ấy. Và minh chứng là cái phim Napoleon này thì kiểu cái sự tài ba lãnh đạo này, chỉ huy quân đội của Napoleon ở đâu không thấy, chỉ thấy là ông với vợ Josephine, chỉ có là cô đẻ con tôi không, không đẻ à, mẹ đồ đằng lơ. Ban đầu em nghĩ là hay là cái phim này đấy là ý đồ của nó, kiểu cái khía cạnh sự nghiệp là Napoleon là một vị tướng tài ấy, cái điều đấy ai cũng biết rồi, nên là người ta quyết định chọn khai thác một cái hướng mà ít ai biết đến, đấy là cái phần nội tâm, cái phần đời tư, phần gia đình lục đục các thứ của ông này thì sao? Nếu nhỡ đấy là ý đồ, nhưng mà không, cái phim này ấy, nó rất là đi ngược lại với những cái phim tiểu sử mà em thường thấy. Những cái phim tiểu sử ấy, để mà tránh khô khan ấy, thường họ sẽ thêm mắm dặm muối, thêm drama, thêm kịch tính, thêm chi tiết các thứ để khiến cho xem đỡ chán. Đúng rồi, xem nó đỡ khô khan. Nhưng mà cái phim này ấy, nó đã lược bớt tình tiết, lược bớt chi tiết thì chớ. Xong rồi những cái chi tiết mà nó giữ lại ấy, nó không hay ấy. Em cảm giác như kiểu phim này làm ra là để nói xấu Napoleon đúng không? Đồng ý. Thì thực ra là kiểu Napoleon này cũng là con người ấy, thì cũng có thói hư tật xấu ấy. Nhưng mà vẫn là tướng giỏi đúng không? Vẫn là một biểu tượng của người Pháp. Thì ít nhất là trên phim ảnh thì anh sẽ kỳ vọng là được nhìn thấy ông này lãnh đạo quân đội, trông nó hoành tráng này, chiến thuật như nào này, làm sao mà đánh thắng được nhiều trận như thế. Nhưng mà xem phim thì toàn là Napoleon ăn sườn xong rồi dập vợ liên tục, xong rồi đánh ghen xong lại dập vợ, xong lại dập vợ, xong lại dập vợ. Đấy thì đấy, nó bị xuyên suốt từ đầu đến cuối. Kiểu như là ông Ridley Scott này đang cố bêu xấu Napoleon ấy. Thì như lúc nãy em nói ở đây, phim này người ta hoàn toàn có thể làm cho nó hoành tráng lên hẳn. Thêm nhiều cái phân đoạn hào hùng, epic, các thứ ảo tung trạng để mà tôn vinh cái nhân vật gọi là tướng tài hàng đầu nhân loại lên. Nhưng mà không, họ không làm thế đâu. Chắc có lẽ vì đạo diễn là người Anh. Mày có thấy là anh em mình đang hơi dí Ridley Scott không? Kiểu tự dưng đem nhiều chính trị với, tại vì ông này á, ông ấy cũng 80 tuổi rồi. Ông ấy kiểu ui giời, bố mới thích làm gì bố phải làm, bố mới thích tao treo. Thích thì xuống, tao sắp đi rồi đấy. Chỉ mấy thằng thanh niên, ông ấy có bảo là chê cái gì, đi ra Get a Life đi. Cái thằng suốt ngày lên mạng đi hò hóng. Nghe giống mình nhỉ. Nghe chính là mình đấy. Được không? Biết đâu ông ấy làm thế là có lý do đúng không? Cũng đúng. Thì có khi là gọi là do Ridley Scott thật đúng không? Trừ một Ridley Scott. Trừ một Ridley Scott. Nhưng mà tôi vẫn xem Alien, Alien 2. Đấy, đấy là về gọi là lịch sử, thứ mà chúng tôi không hề có chuyên môn để nói. Còn về điện ảnh, thứ mà chúng tôi cũng không có chuyên môn. Thì sao? Như anh vừa nói rồi đấy, thì Ridley Scott nó là huyền thoại rồi. Nó à? Ông chứ, thích nó.
từ cái hồi năm 70-80 ấy, ông ấy đã làm được những cái phim như kiểu Alien, Blade Runner hay là đấy đạo lại thế, thì chả có lý do gì mà năm 2023 ông lại không tạo ra một điều kỳ diệu tương tự như thế cả. Biết đâu ông già rồi sao, còn nữa sao. Nhưng mà phim này bối cảnh đẹp, trang phục, make up, hóa trang các thứ đỉnh, anh công nhận không? Ừ đúng, công nhận. Đấy. Cộng 1. Nhưng mà mỗi tội là mấy cảnh đại chiến bị ngắn. Ừ. Biết gì ngắn không? Rất khó để chê những cách xây dựng bối cảnh của Ridley Scott. Nó kiểu cái từ đỉnh cao là cái từ đúng dành cho ông ấy luôn ấy. Nhưng mà anh cảm giác là trong phim này thì ông ấy không tận dụng hết cái năng lực của ông ấy nhé. Là các cảnh đại chiến ấy thì nó rất là ngắn. Những trận chiến thì nó chỉ có vài trận thì nó chỉ qua lời kể thôi. Có đúng một cái trận hoành tráng duy nhất ấy, là cái trận mà Napoleon thua, là trận Waterloo. Đúng cái trận thua đấy, ông Ridley Scott lại làm hoành tráng lên. Thì nghe hơi cá nhân nhỉ? Ừ, nghe có mùi. Có cá nhân đúng không? Ừ. Khéo thật, nhưng mà đấy, still, ông 80 tuổi thì bố mới sống lâu thế thì bố thích làm gì bố mới làm. À xong rồi có một cái chi tiết hài phết. Cái lúc mà Napoleon đến Ai Cập ấy, xong ông ấy phát hiện ra là vợ ông ý cặp bồ ấy. Thế là ông ấy ngay lập tức là bỏ quân đội lại để đi về đánh gay. Ừ nghe điêu nhỉ? Ừ cái đấy em thấy bị điêu ấy. Kiểu ông là tướng mà đúng không? Ừ. Theo như em đọc trên mạng nhá, là lúc đấy nước Pháp đang có vấn đề gì chính trị nội bộ ấy. Thế là ông ấy phải về nước để ông giải quyết cái vấn đề đấy. Một phát vào phim này lại thành là bỏ quân để về đánh ghen. Ừ, nghĩ lại thì đúng một logic đúng không? Nghĩa là ông ấy là tướng thì những cái chuyện tình cảm thế ông ấy phải vượt qua đời đúng không? Tại vì bao nhiêu nghìn quân thế, ông ấy nướng quân ông còn chịu được thì vợ đi ấy tí thì có sao không? Thôi, chúng tôi trừ một Ridley Scott nha. Trừ hai Ridley Scott. Hồi nãy giờ nhắc nhiều đến Ridley Scott rồi, sang Joaquin Phoenix đi. Nói chung là Joaquin Phoenix thì nó là 11 trên 10 anh ạ. Nhưng em thấy cái vai này không hợp với Joaquin Phoenix. Vì sao? Vì ông ấy không phải người Pháp à? Không, nó không hợp thôi, em cảm thấy thế. Trông chả có miếng Napoleon nào luôn ấy. Nhưng mà mày đã gặp Napoleon bao giờ chưa? Thế anh nghĩ Ridley Scott với cả Joaquin Phoenix gặp Napoleon bữa nào chưa? Biết đâu ông về báo mộng như Gia Cát Lượng ngày xưa với lại cái ông nào đấy thì sao? Thế ngon. Nhưng mà thì có khi là Ridley Scott lại có thể là tái hiện Napoleon đúng chứ đúng không? Kiểu ông nào người Pháp bảo là phim này vào xuyên tạc sử thì Ridley Scott lại bảo ngay là mày đã thấy Napoleon đúng chưa? Rồi, mày gặp bao giờ chưa? Chết ngay. Ông ấy mà trả lời thế thì chắc cộng 1.000. Tại vì ông cũng làm hết cỡ rồi. Nhét một ông diễn viên Mỹ bất kỳ vào nào thì nó cũng đều bị nói cả thôi. Chẳng qua đấy là Joaquin Phoenix thì nó bị thế. Đá sang nữ chính nhá, Vanessa Kirby thì cũng hay. Cô này nếu mà để ý thì là diễn viên của Nhiệm vụ bất khả thi vần rồi. Mới rồi, diễn ok. Nhà sản xuất thích, khán giả cũng mê. Nhìn chung là cũng phải 9.5/10, hợp lý. Tổng kết lại thì phim về người Pháp nhưng mà lại không nói tiếng Pháp này. Diễn viên thì Mỹ, đạo diễn thì Anh. Nội dung thì lại xáo xáo, có dấu hiệu lật sử, nói những điều mà chưa chắc đã có thật hoặc là có thật nhưng mà nói tiêu cực. Nhưng mà phim đẹp, diễn xuất ok, chấm điểm thì... Phim cổ tích tại vì nói những điều kỳ bí không ai kiểm chứng. Nhưng mà trước khi đến với bộ phim tiếp theo thì hãy dành một phút cho quảng cáo. Anh em thì chắc là không còn xa lạ với áo sơ mi cổ tàu nhà 360 từng là mưa làm gió trên kênh, thì chính nó đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa, như là phiên bản nâng cấp hơn với bản cổ đức dễ sử dụng. Đã thế lại còn đang áp dụng chính mức giá trải nghiệm 179.000 chỉ dành riêng cho anh em khi xem video này. Chất liệu vải đũi xước thoáng khí, mặc được quanh năm, phù hợp với mọi lứa tuổi. Hai màu đen trắng basic cực kỳ dễ phối đồ, ai cũng có thể mặc được, lại còn ít nhăn, vô chờ không có nhiều. Anh em hãy tranh thủ áp mã ngay khi thấy video này, link có sẵn trong phần mô tả và bình luận. Tiếp theo. Bỗng dưng trúng máy. Đây là phim Hàn, nội dung là cậu học sinh nợ tiền xã hội đen và vô tình được bọn xã hội đen này mách nước và trở thành một người cho vay nặng lãi với các bạn học sinh để bị lôi vào chồng ấy. Thì từ đó nhiều cái sự kiện xảy ra và phần lớn thì liên quan đến tiền nong. Anh biết đặc sản Hàn Quốc là gì? Blackpink. Cho nói lại. Kim chi. Là voi và chuột. Đầu voi đuôi chuột. Phim Hàn kiểu này em thấy nhiều lắm. Đầu phim thì căng thẳng kịch tính, drama bơm lên căng đét các thứ. Xong rồi đến cuối phim giải quyết như trẻ con mẫu giáo. Khán giả mắt chữ A nói chữ O là chuyện hết sức bình thường. Thứ hai cái này cũng thấy khá đúng á. Kiểu cái phim này tên là Bỗng dưng trúng mánh á. Thì cái tên này là tên do nhà phát hành phim Việt Nam đặt, tôi không biết là có ý đồ gì không. Nhưng mà nếu mọi người nghĩ là nó là phần 2 của Bỗng dưng trúng số ấy thì bị lừa nha. Phim này thậm chí không hài tí nào luôn, nó rất khổ. Thì cái anh thấy cái vấn đề nặng nhất của phim này là ý nghĩa của nó cực kỳ mơ hồ. Kiểu khán giả đi ra khỏi rạp nhìn nhau kiểu thế cuối cùng thì là như nào? Có khi không ai biết. Kiểu nó như kiểu là mặt trời chiếu xuống ấy thì mỗi cây lại ra một hoa ấy. Mỗi người xem xong mình sẽ nghĩ một kiểu ấy. Hoặc là nó mơ hồ thật. Như anh là anh thấy khá mơ hồ. Không, ý đồ của phim rõ mà anh. Là bảo học sinh đừng vay tiền ấy. Thì cũng khá ý nghĩa đấy.
lúc đầu ấy em tưởng là phim này nó đánh mạnh vào vấn đề bạo lực học đường cơ, nó hóa ra là vấn đề đi vay tiền. Không mà thưa à, đừng đi vay tiền thì nghe cũng nhân văn mà. Nó sẽ nhân văn đấy nhưng mà phim này dài 1 tiếng. Đoạn cuối phim ấy nó không phải gọi là đuôi chuột nữa. Đoạn cuối phim ấy nó phải gọi là đuôi nằm nọc, chả có đuôi chuột gì ở đây nữa cơ. Cái cách mà mấy ông xã hội đen chối bỏ trách nhiệm này, xong rồi cái cách mà nhân vật chính phản ứng này. Giờ em mà kể ra những người chưa xem họ chả hiểu gì, bởi vì phim này có quá nhiều tuyến truyện mà em thấy các tuyến truyện nó cũng không liên quan nhau lắm ấy. Nhưng mà nếu mà xem rồi thì sẽ biết là cái đoạn kết người ta xử lý tệ như nào. Phải công nhận là nhà làm phim đánh vào cái vấn đề học sinh vay nặng lãi thì nghe nó khá mới, hình như là cũng chưa có phim nào làm. Nhưng mà anh thấy là tại vì cũng là mới nhất nên là họ cũng có thể làm chưa tới được, chưa ăn thua. Ngoài phần mày nói về nội dung thôi nhá, thì anh để ý diễn xuất hơn đi. Nam chính này, gương mặt mới, chưa quen làm với khán giả, diễn xuất chưa tốt lắm này. Nữ chính, idol K-pop này, nhân vật phụ thì cũng không ai quan tâm. Vì cái lineup như thế nên anh nghĩ là cái phim này để nó vụt lên ấy, thì khá khó, vì nó không có một cái điều kiện gì để thu hút khán giả ấy. Chắc fan bạn nữ idol kia đi xem. Họ là kiểu Việt Nam này có fan bỗng dưng trúng số, ăn ngay quả lừa. Lừa ngay. Tổng kết lại, chắc là đặc sản núi rừng. Voi và chuột. Voi và chuột. Thịt voi thịt chuột. Thịt voi thịt chuột. Cuối cùng, chúng ta có đường hầm tới mùa hạ, lối thoát của Biệt Ly. Phim này hay. Hay luôn à? Không, hay thật. Em xem xong em khóc. Thật á? Thật ừ. Phim này hay là có, tôi còn quạ. Sao nhận? Thì cái phim này được chuyển thể từ light novel và manga cùng tên, kể về một truyền thuyết địa phương có tên là đường hầm Urashima. Người nào đi vào đường hầm này thì sẽ có được mình muốn, nhưng phải trả lại một cái giá rất đắt. Hai nhân vật chính tìm được cái đường hầm này và từ đó thì câu chuyện tình yêu của hai người diễn ra. Review đi thì mày thấy nó hay đâu? Thế là khen. Nói chung em khen thì có khen nhưng mà nó không kiểu wow. Mẹ thế mà khóc à? Dễ khóc đấy cù. Bát cơm nóng giữa một đống cơm nguội. Để mà so sánh với mấy phim ra mắt thời gian gần đây thì em thấy phim này được dễ hiểu hơn nữa, thì em sẽ so sánh phim này với những phim hoạt hình tình cảm trai gái tương tự, chẳng hạn như là Nguyễn Văn Mười hay là Weathering With You. Thì em nghĩ là phim này phải đạt được đến 80% công lực của hai phim kia rồi. Có một cái anh thấy là nhân vật của phim này thì phát triển chưa tới. Ừ, thì họ cũng có những bi kịch đi, nhưng mà anh thấy là bi kịch của bạn nữ ấy, nó chưa đủ bi kịch ấy. Nó chỉ hơi bi bi, hơi buồn thôi. Mỗi người thì có một cái nỗi buồn riêng cần cái hầm kia để giải quyết. Và cuối cùng họ nhận ra được là thứ họ luôn cần lại luôn hiện hữu bên cạnh mình. Nghe nói thế, quá trình phát triển trọn vẹn thế rồi gì đó. Nhưng mà ý em là cái quá trình ấy nó vội vã ấy. Có lẽ là do thời lượng phim nên là phim nó chỉ thế thôi. Anh chưa đọc truyện nhưng mà anh nghĩ là trong truyện thì người ta sẽ có nhiều thời gian để phát triển nhân vật hơn. Em thấy thế được rồi. Ví dụ đoạn giữa mà hơi cấn tí thì đoạn đầu đoạn kết ok, thế đó, chọn vậy thôi. Thực ra đấy là về mặt gọi là mình soi một tí thôi. Về mặt cảm xúc thì khá thích phim này, xem nó có tính chất healing nhiều hơn. Nhiều đoạn cuối mà vào lâu lâu một tí nhỉ, kiểu khoảng 7-80 năm đi ra phát thành Captain America luôn. Ủa, em chắc vào đấy đến 1000 năm mới ra mất. Xoay ra Star Wars bắn nhau thứ. Thôi đi, phim này thì nó thực sự là tùy cảm nhận cá nhân của từng người. Thì theo phương diện điện ảnh thì anh thấy là nội dung nó cũng không phải là siêu cấp đa vũ trụ. Thì mình chấm là... Phim cổ tích. Lại cổ tích à? Ừ, cổ tích nhưng mà hoạt hình. Cổ tích nhưng mà hoạt hình. Bởi vì nó nói những điều không có thật và mà nhân văn. Và đó là quan điểm của... Chứ anh... Còn gì nữa? Còn một bộ phim gọi là top tier phòng vé vừa rồi đấy. Chuyện gì? Chúa Nhẫn, Sự Trở Về Của Nhà Vua. Phim đấy cũng review à? Ừ. Cực phê. Và đó là quan điểm cá nhân của The Reviewer về 3, đúng hơn là 4 bộ phim nổi bật trong tuần vừa qua. Các bạn có thể tham khảo hoặc không. Nhưng mà tuần này thì chúng tôi sẽ xem 3 bộ phim mới chắc chắn là rất hot là Người Mặt Trời, Kẻ Ăn Hồn và Wonka. Thì review 3 bộ phim này sẽ có trong số lượng các bạn tiếp theo. Hoặc là các bạn muốn đọc review sớm thì có thể theo dõi fanpage The Reviewer hoặc là group phim này hay phết. Tôi là Vui Vẻ. Và tôi còn quạ. Xin chào. Và hẹn gặp lại.